mọi người, hôm nay mình có trái điều nè, người ta còn gọi là trái đào lộn hột đó mọi người. Trái này á thì chấm muối ăn rất là ngon, hoặc là mọi người có thể dùng nó như một cái loại rau củ để mà mình ăn chung với lại thịt kho. Rất là tuyệt vời, nói tới đây thôi là đã chảy nước miếng rồi. Bây giờ mời mọi người ăn món này với mình nha. Cái này á, mẹ mình mua cho mình á. Ở đây khó tìm được trái này lắm mọi người. Mà sao hôm nay mẹ đi về, trên đường về mẹ thấy người ta bán, mẹ mua cho mình nè. Đáng yêu chưa, trời ơi, nó căng bóng rồi mọi người. Đây là trái màu vàng nè. Trái này bị hơi dập. Đẹp chưa, đẹp chưa? Quá xá đẹp luôn mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ ăn cái trái này với lại muối ớt. Đây là muối ớt mình mới vừa làm đó, đẹp chưa? Hùm hùm, xanh xanh hùm hùm thôi nha. Chưa chín đỏ, nhưng mà ra rất là thơm và cay. Bây giờ mời mọi người ăn điều chấm muối ớt với mình. Mình sẽ ăn cái trái màu vàng trước. Thường thì mình thấy thôi nha, là cái trái màu vàng nó sẽ ngọt hơn. Mình sẽ ăn cái trái nó hơi cấn cấn dập dập vậy nè, bởi vì những cái trái đó thì nó chín nhiều á. Đây mời mọi người chấm vào, chấm vào, chấm vào. Mời mọi người nha. Đối với cái trái này á thì mình không thích cắt ra mọi người, bởi vì khi cắt ra ăn nó không có đã nữa, mà mình phải cắn như thế này nè. Nó sẽ chảy nước nhưng mà nó rất là ngon. Mọi người hỏi ngọt hay không á thì nó không ngọt nha mọi người, nó chát. Cái vị chủ đạo của nó là chát. Trời ơi, nhớ tuổi thơ quá. Hồi đó trên nhà ngoại Trúc á là có cả một cái vườn điều luôn mọi người. Lúc nhỏ, lúc khoảng 5-6 tuổi á, lúc đó là Trúc còn ở trên ngoại. Buổi trưa thì đi học, buổi chiều về là đi lượm hột điều. Đi với lại chị, với lại cậu đi lượm hột điều. Rồi đang lượm á mà nghe người ta bán cà lem mà người ta rung rung cái chuông á ngoài đường á. Đó là lấy hột điều chạy đã đổi. Tại vì hồi đó người ta thu hoạch hạt điều để người ta bán mà, thì cứ quy ra là tiền vậy đó. Thì một cái cây kem như vậy là bao nhiêu cái hạt điều vậy đó. Cắt ra thì nó đẹp hơn, nhưng mà ăn như thế này mới ngon mọi người. Mọi người mới cảm nhận được hết. Trong cái chát đó nó mới có cái chua chua ngọt ngọt. Cái này phải gọi là muốn ngon thì phải để nó chảy nước. Còn cái hộp này á, mọi người có thể nướng, nướng cho cái vỏ nó cháy á, nó xì cái nhựa ra, xong á cái nó quéo lại, nó khô, nó cháy như than rồi, xong rồi mọi người gõ 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 ra thì cái hạt điều nó nằm ở trong, ăn rất là ngon, rất là thơm. Đã bắt. Bây giờ mình sẽ cắt một cái trái điều đỏ để cho mọi người coi ở bên trong của nó nha. Nhìn có nét gì đó giống cái trái táo Mỹ mọi người, trái bơm. Cắt như thế này thì nó sẽ không bị chảy nước nè mọi người. Ở trong rất là đẹp nha. Đã chưa? Đó. Ở trong cái màu nó cũng giống với bơm nữa, trái táo. Nó vàng vàng ha. Cho mọi người xem cận hơn một xíu nữa nè. Đó. Rồi bây giờ để cho sạch sẽ thì mình sẽ cắt nó ra nha. Những cái người mà người ta ăn trái điều á, mà người ta dùng như là một cái rau trái để người ta ăn cơm á, thì người ta sẽ cắt nó ra như thế này nè. Xong sau đó người ta kho cá. Hoặc là mọi người biết con khô không? Con khô. Cái lấy cái con khô á, xong rồi mình kho nha. Mà hồi đó kiểu như cái món này là cái món dùng kinh tế mới mọi người. Cái kiểu nhà nghèo ít tiền á, là đâu có gì ăn đâu, thì sẽ ăn cái này nè với lại cái khô. Mà khô không phải được cái con khô đâu nha, là lấy cái đầu của con khô á. Cái món này gọi đúng tên của nó là điều kho đầu khô. Có nghĩa là mình cũng đã được ăn món đó hồi nhỏ nha. Là cái đầu con khô á, cái phần mà thay vì người ta làm khô là người ta bỏ đi á, lấy cái đầu đó đó kho. Kho nước mặn 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 vậy đó, xong cái lấy cái này chấm ăn. À, không thôi thì đọt khoai mì luộc chấm nước muối, trời. Những cái món ngày xưa mà cỡ mấy chú mấy cô mà 50-60 tuổi chắc là rành mấy cái món này lắm. Đó mình cũng đã từng được ăn. Trời ơi, nó ngon mà nó đẹp nữa mọi người. Đúng như Trúc nói nha. Là cái trái màu đỏ nó sẽ không ngọt bằng cái trái màu vàng. Trời ơi, muối.
Mời mọi người ăn với em. Khuyến cáo mọi người là ăn cái món này sau bữa cơm, đừng ăn trước bữa cơm bởi vì mọi người sẽ bị sót ruột á. Thật ra chút đó mọi người chút cũng chưa ăn cơm, tại vì mẹ mới mua về nhìn thấy thèm quá cái lên quay cho giới thiệu với mọi người liền nè. Nhưng mà một lát nữa mình sẽ kiếm khô, không biết nhà còn khô không, mình sẽ kiếm khô mình kho rồi mình sẽ ăn cơm. Xuất sắc mọi người ơi. Cái trái này nó sẽ rất khó ăn nha. Với những ai mà không quen ăn mấy cái món mà đắng đắng chát chát là sẽ không ăn được. Hoặc là những người mà chỉ thích ăn đồ ngọt á thì sẽ không thích ăn trái này đâu. Bởi vì cái trái này nó chả có ngọt khỉ gì hết á. Nó có một chút ngọt thôi, cái nhiều của nó là cái chát. Và nếu mà ai biết ăn á thì mới cảm nhận được cái hậu ngọt của nó. Có nghĩa là sau khi mà mình cảm nhận cái chát, cái chua của nó rồi á mà mọi người mới cảm nhận được cái ngọt. Và cái ngọt đó nó nằm trong cái cổ họng á. Hồi đó ăn cái này mọi người biết còn được khuyến mãi gì không? Khuyến mãi một con sâu điều. Nó đen đen, nó đỏ lờm thấy ghê. Mấy trái nè, có con đó thì có nhiều loại sâu. Ví dụ như sâu mà nó ăn lá điều thì là như nãy chút kể, là nó sẽ có màu đỏ đỏ, đen đen, nó lông, nó bò như con sâu rợm, mấy dạng sâu rợm. Còn một loại sâu mà nó sẽ ăn trái điều, trái này chắc có nè, ghê quá. Đây, đó. Là bà sẽ chui vô trong cái lỗ này nè, đó. Ở trong đây chắc chắn có một con rồi đó. Đó, bà sẽ ăn trái điều. Bà này thì như con nhộng vậy đó, bóng lưỡng thôi. Mà cái màu sẽ là hồng hồng. Ghê lắm. Thôi mình không cắt trái đó đâu, mình chỉ ăn hết trái này thôi. Có cảm giác sốt ruột với mọi người, tại chưa ăn cơm á. Mà trái này ngon quá. Cái kiểu là lâu lắm mới được ăn á, rồi khi ăn nó vào thì một cái trời tuổi thơ ập về. Cảm giác nhớ ông ngoại bà ngoại nữa. Hồi đó nhà ngoại là trồng điều mà, nên là sáng sớm là bà ngoại dậy rất là sớm. Bà ngoại quét lá điều nó rụng vòng vòng sân á, quét gom lại xong rồi bắt đầu đốt. Đốt để một phần là kiểu như dọn rác, một phần là để ung cho nó không có muỗi nè. Rồi mình thì đi kiếm hột điều á, cứ lại vòng vòng mấy cái gốc cây điều là lụm được mấy cái hột nó gì. Cái trái này nó chín sau khi nó rụng xuống, nó mùi vậy nó rụng xuống. Cái phần này nè, cái phần trái này nó sẽ bị phân hủy, riêng cái hạt điều này nó còn lại. Đó, thế là cứ đi vòng vòng cái gốc điều á, lụm cái hột điều, xong rồi cứ quăng vô cái đống ung đó của bà ngoại. Lát mà lá điều nó cháy hết rồi xong rồi bắt đầu lụm mấy cái này ra, gõ 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 có hột điều ăn. Vui lắm. Lúc nhỏ đa phần là đều là những cái kỷ niệm đẹp đúng không mọi người? Bởi vì lúc đó mình chưa có suy nghĩ gì sâu xa. Cái suy nghĩ của tuổi thơ của mình cái nó còn đơn giản lắm. Rồi thêm vào đó là những cái ngày mà sống tuy là nó thiếu thốn, nó cực khổ một tí xíu, nó vất vả một tí xíu, nhưng ngày đó nó vô tư và nó đẹp lắm. Bây giờ muốn tìm lại thì hơi khó ha. Bởi vậy chỉ có thể tìm được những cái cảm xúc của ngày xưa qua những cái điều như thế này. Hôm nay mà là một ngày rất nhiều cảm xúc. Cảm ơn mọi người đã xem video của Trúc nha. Không nói nữa đâu, nói nữa là lát mất công ướt nhẹp. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem video. Và hẹn mọi người vào ngày mai. Hôm nay đáng lẽ là quay cái trái điều này với cả cái trái sầu riêng nữa, nhưng mà trái sầu riêng nó chưa có chín, nên là thôi hẹn bữa khác thì mình sẽ giới thiệu với mọi người trái sầu riêng. Mình cũng đang rất là thèm sầu riêng. Mọi người chờ đón những cái video tiếp theo nhé. Bye bye mọi người.